bạn thân mến, chào mừng các bạn đã đến với phần trò chuyện của sinh viên MEP sau khi các bạn có visa. Ngày hôm nay chúng ta chào đón một gương mặt rất sáng tại MEP Thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là bạn Anh Dũng. Bạn Dũng đã đỗ vào trường Đại học Trung An, đồng thời đỗ luôn cả phần phỏng vấn rất khó của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của Dũng để có thể lắng nghiệm cho mình những kinh nghiệm cần thiết trước khi bước chân vào phần phỏng vấn tổng lãnh sự cũng như là phỏng vấn trường nhé. Chị chào Dũng. Chúc mừng Dũng là ngày hôm nay đã có tấm visa rất là danh giá từ Tổng lãnh sự quán cũng như đã trở thành tân sinh viên của trường Trung An rồi. Em cảm thấy như thế nào thế này? Dạ, bây giờ thì em cảm thấy rất là vui bởi vì là sau một khoảng thời gian cố gắng thì mình cũng giống như kiểu là một món quà mình được đền đáp sau rất nhiều những tháng mình học hành và ôn tập. Thực ra Dũng là một trường hợp rất là đặc biệt bởi vì em giỏi tiếng Hàn. Em rất là chăm học, mặc dù tiếng Hàn đã tốt rồi. Phần ôn luyện thì Dũng không bỏ qua bất kỳ buổi học luyện phỏng vấn nào tại MEP. Đó là điều mà chị cảm giác rất là trân quý. Và thêm một điểm nữa là trong quá trình làm hồ sơ thì Dũng rất là cố gắng để hoàn thiện hồ sơ của mình ở mức tốt nhất có thể. Đó là điểm mà không phải bạn sinh viên nào cũng ý thức được. Thế thì với những cái sự chuẩn bị của em, thực ra trường nào em cũng có cơ hội đỗ được. Nhưng mà chị biết là em có một tình yêu thực sự là rất mãnh liệt với trường Đại học Trung An. Thế thì em có thể giải thích tại sao mình lại quyết định chọn Trung An trong các trường đại học khác? Ngay từ khi mà em quyết định để đi du học Hàn Quốc thì em đã được xem qua, được tham khảo qua rất nhiều trường. Nhưng mà tuy nhiên thì Trung An lại gây cho em một ấn tượng mạnh nhất bởi vì là hiện tại Trung An đang là những cái trường tiên phong trong ngành truyền thông. Và bên cạnh đó cũng rất là nổi tiếng về quản trị kinh doanh. Và thứ hai đó là Trung An hiện đang là nằm trong top những trường đại học có chất lượng đào tạo tốt nhất ở Hàn Quốc. Và cái thứ ba đó là em cảm thấy môi trường học ở Trung An thì rộng mở cho tất cả những cái tân sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, từ rất nhiều nước. Thì khi mà được học trải nghiệm môi trường này thì em cảm thấy là không chỉ mình được học tiếng Hàn nè, mình được học về những kỹ năng khi mình lên chuyên ngành, và bên cạnh đó mình có thể giao lưu được với tất cả các bạn bè quốc tế, thì mình có thể cải thiện thêm một số kỹ năng, một số ngoại ngữ khác, ví dụ như là tiếng Trung hay là tiếng Anh chẳng hạn. Thực ra ở MEP Hồ Chí Minh thì các chị hay gọi trêu là Dũng là như là anh lớn, Dũng là anh cả ở công ty cũng như ký túc xá, vì em rất là điềm đạm, chín chắn và có suy nghĩ thấu suốt trong tất cả những lựa chọn cũng như là hành động của em. Điều đó rất đúng trong quá trình mà Dũng đã quyết định chọn trường Đại học Trung An. Và chính vì cái tình yêu lớn đó mà Dũng đã rất là dũng cảm phỏng vấn đại sứ quán, điều mà không nhiều bạn học sinh dám. Vậy Dũng có thể chia sẻ rằng là khi mà đã quyết định ngồi xuống phỏng vấn với Trung An rồi và sau đó phỏng vấn cả đại sứ quán nữa, thì em đã trải qua một trong những phần phỏng vấn trường mà các bạn, nhiều bạn rất là sợ, các bạn bảo là phỏng vấn Trung An khó. Vậy cái trải nghiệm của em qua phần phỏng vấn của Trung An như thế nào, và lời khuyên của em cho các bạn cũng sắp phỏng vấn với Trung An là gì? Bản thân em thì cũng không có phải là một người ngại đến đông cho lắm, cho nên là khi mà được tương tác với lại giáo viên thì khi em nghe nói là phỏng vấn trường của Trung An thì mình sẽ được là phỏng vấn qua Zoom và mình có thể tương tác trực tiếp với lại giáo viên, thì em cảm thấy là em cũng khá tự tin bởi vì em đã có một khoảng thời gian học tiếng Hàn, và bên cạnh đó thì em cũng là tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh của trường đại học ở Việt Nam, cho nên là em tự tin về ngoại ngữ đó là tiếng Anh và tiếng Hàn. Thì khi mà mình phỏng vấn với lại trường thì mình sẽ được tương tác trực tiếp với lại cô giáo viên người Hàn, và bên cạnh đó sẽ có một chị phiên dịch người Việt Nam. Thì có một số bạn, nếu như mà các bạn không có tự tin lắm về ngoại ngữ thì các bạn có thể trả lời giọng dạy tự tin bằng tiếng Việt và mình sẽ được chị phiên dịch hỗ trợ để giúp cô hiểu hơn. Tuy nhiên thì bản thân em thì có một vốn tiếng Anh nhất định, cho nên là cái câu trả lời của em khi phỏng vấn với trường thì 80% là đều trả lời bằng tiếng Anh và tiếng Hàn. Khi đó thì nếu như mà mình có thể tương tác trực tiếp với người khác mà không cần phiên dịch thì cô sẽ là cảm thấy thoải mái hơn và mình cũng tự tin hơn. Tức là cố gắng trong quá trình giao tiếp thì giao tiếp được nhiều nhất trực tiếp với trường. Nhưng mà cũng rất là khéo léo để giao tiếp cả với bộ phận phiên dịch nữa. Vì những phần mà mình chưa đủ vốn từ để nói hoặc mình chưa tự tin để diễn đạt thì là mình sẽ có bên bộ phận phiên dịch hỗ trợ, đúng không? Chị nghĩ là em đã có một phần trả lời phỏng vấn tuyệt vời. Đó là lý do nhất là em đỗ đầu bảng này. Thứ hai là chúng ta kỳ này có rất nhiều học sinh Trung An. Ngày hôm nay cũng có rất là nhiều các bạn có visa cả hai miền Nam Bắc. Nhưng mà em là người đầu tiên, đến nay cũng là người duy nhất. Cô hỏi chị, cô nhắn tin riêng hỏi chị là chúng tôi thấy học sinh Anh Dũng đã có visa rồi này. Thế thì lịch bay của em ấy như nào? Thế là anh đã tạo được ấn tượng rất là tốt với trường. Chị nghĩ đó là một kết quả tuyệt vời, không chỉ là chúng mình đỗ trường mà mình còn để lại những cái ấn tượng tốt đẹp và sâu sắc. Bởi vì khi sang trường, chính các thầy cô đó cũng sẽ giúp em rất là nhiều trong quá trình em đi làm sinh viên quốc tế đấy. Thế thì chị sẽ sớm trả Dũng về gia đình, với em chuẩn bị bay rất là sớm rồi, đúng không? Chị muốn hỏi em thêm một câu nữa, đó là em là một sinh viên rất là kỹ. Chị thấy em kỹ trong cách chọn trường, kỹ trong cách tự đặt câu hỏi cũng như là song song chuẩn bị hồ sơ cùng với MEP. Thế thì chị muốn hỏi rằng là cái lộ trình mà đã lọc
so sánh để cuối cùng quyết định chọn MEP là như thế nào? Khi mà em quyết định chọn đi du học Hàn Quốc thì em đã được tham khảo qua rất nhiều trung tâm, vừa là từ trên mạng, vừa trên internet và vừa thông qua bạn bè của em. Là có một số bạn bè của em thì đã từng học, là học sinh của du học MEP. Và các bạn ấy review cho em là du học MEP là một nơi rất là uy tín, gọi nó là uy tín ở nằm ở trong top đầu của bên thành phố Hồ Chí Minh và cả Hà Nội. Thì là ngoài ra thì là các anh chị hồ sơ ở du học MEP cũng rất hỗ trợ tụi em, hỗ trợ mọi lúc mọi nơi, là cập nhật tất cả những cái điều kiện và yêu cầu mới nhất của đại sứ quán và cả lãnh sự quán, thì là giúp tụi em hoàn thành hồ sơ một cách tốt nhất có thể. Và bên cạnh đó thì các anh chị cũng ngoài ra thì cả giáo viên và các anh chị đều hướng dẫn cho em những cái tip, những cái mẹo để mà gây ấn tượng tốt với lại ban giám khảo và với giáo viên, và chỉ cho em những cái bài tập để có thể là làm tốt được trong cả vòng phỏng vấn với trường và phỏng vấn với lãnh sự. Cảm ơn Dung rất nhiều bởi những phần chia sẻ cực kỳ là tỉ mỉ. Chị nghĩ rằng là cái khả năng chú ý đến từng chi tiết của em, đặc biệt là sự cầu toàn của em và cái sự quyết liệt là đã làm gì, đã muốn gì là mình sẽ phải đạt được đến cùng bằng tất cả cái năng lượng, thời gian và sức lực của mình, thì sẽ là một cái động lực cực kỳ quan trọng để giúp em trước mắt là chinh phục Trung An rồi này, chinh phục tổng lãnh sự này, và sang Hàn chắc chắn em sẽ có thể chinh phục được rất nhiều mục tiêu khác với những cái cá tính và những cái nền tảng rất là tốt mà em đã rèn luyện ngay từ Việt Nam này. Chúc em sẽ luôn luôn thành công, luôn luôn xuất sắc tại Trung An cũng như tại Hàn Quốc, giống như những gì em đã thể hiện trong quá trình em đồng hành cùng với MEP Thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại các bạn tại MEP Thành phố Hồ Chí Minh, tại trường đại học Trung An cùng với những sinh viên xuất sắc của MEP như bạn Dũng này nhé.